Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Để tiếp nối hành trình ở quận 3 ngày hôm nay thì em mời cô chú anh chị chúng ta cùng đi đến một ngôi trường nữa. Mà ngôi trường này có tuổi đời không thua gì ngôi trường Marie Curie lúc nãy ha. Và chúng ta đang có mặt ở đây là giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Nguyễn Đình Chiểu. Theo hướng này là hướng Nam Kỳ Khởi Nghĩa từ sân bay đổ về nè. Và hướng này là Nguyễn Đình Chiểu từ Thị Nghè hướng về quận 3, quận 10. Và ngay góc đường này chúng ta thấy có một cái building rất là đẹp, đó là tòa nhà Lê Bảo Minh, trung tâm bảo hành của Canon, máy ảnh, máy in Canon rất là lớn luôn, nằm ở địa thế rất là đẹp. Và theo thẳng hướng này chúng ta sẽ đến dinh Norodom, dinh Độc Lập. Và trước khi đến dinh Norodom thì chúng ta sẽ đi ngang một ngôi trường có bề dày lịch sử gần 150 năm ở Sài Gòn, ở quận 3 này. Đó chính là trường Lê Quý Đôn. Mà ngày xưa ngôi trường này có tên là trường, có tên tiếng Pháp, đó là College, trường College Charles Laubach. Có lẽ tên tiếng Pháp thì em đọc có lẽ hơi bị không đúng, thì cô chú anh chị là thông cảm ha. Thì ngôi trường này được thành lập từ năm 1874. Sau 3 năm thành lập thì năm 1877 thì được hoàn tất. Và những cái tài liệu này em được tham khảo trên Wikipedia, trên Internet. Và ngày xưa ở đây có một cái cơ quan theo kiến trúc của Pháp nè. Sẵn đi ngang cho cô chú anh chị xem luôn. 145 Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Đây là công ty du lịch Video Tour. Và ngôi trường này ngày xưa thì được người Pháp thành lập nhằm dạy cho các con em của người Pháp, chỉ dạy cho người Pháp thôi. Sau này thì có thêm dạy cho người Việt, nhưng mà ưu tiên những người theo quốc tịch Pháp. Nên ngôi trường này ngày xưa cũng rất là nổi tiếng. Hồi xưa chỉ dạy tiểu học thôi. Và ngày nay ngôi trường này là trường trung học cơ sở. Trung học cơ sở nghĩa là từ lớp 6 cho tới lớp 9. Ngôi trường thiết kế theo hình chữ khẩu. Và ngày nay vẫn giữ nguyên thiết kế đó ha. Tuy nhiên có một phần thay đổi về màu sắc lẫn không gian bên ngoài một tí xíu. Nhưng mà địa thế và kiến trúc của ngôi trường vẫn như vậy. Và ngôi trường nằm ở tiếp giáp giữa bốn con đường. Đó là đường ngày nay, đó là đường Võ Văn Tần, Lê Quý Đôn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Nguyễn Thị Minh Khai. Thì ngày xưa là đường Trần Quý Cáp là Võ Văn Tần nè, Lê Quý Đôn, rồi Hồng Thập Tự, Công Lý. Chúng ta đang có mặt ở đây là giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Võ Văn Tần. Và Sài Gòn bây giờ là 12 giờ trưa, gần 12 giờ trưa. Nhân tiện đi quận 3 này rồi thì em mời cô chú anh chị chúng ta cùng rảo bước một vòng ở đây để mình xem một phần của quận 3 ngày hôm nay nó như thế nào. Và đâu đó vẫn còn những cái hình ảnh của ngày xưa, những biệt thự xưa, những ngôi nhà xưa và những ngôi trường xưa. Và ngôi trường chúng ta nằm bên cánh phải nè. Một ngôi trường rất là đẹp, rất là cổ, gần 150 năm. Một công trình kiến trúc đi vào sử dụng và ngày hôm nay
vẫn giữ nguyên nét đẹp của nó nè. Đó, theo cái mặt này là cổng Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Và chúng ta sẽ đi một vòng ngôi trường này ha, để mình xem cái khung cảnh của ngôi trường này ngày hôm nay như thế nào. Nếu mà ngày xưa cô chú anh chị và các bạn đã từng học ở đây thì hôm nay mình có dịp nhìn lại. Bên đây thì có khách sạn Victory nằm ở mặt sau của trường Lê Quý Đôn. Hầu như nãy giờ chúng ta đi qua vài ngôi trường nhưng mà mình cũng có thấy chung một cái kiểu, đó là trường nằm ở tiếp giáp bốn con đường, và bốn con đường có bốn cái cổng. Ở đây chúng ta thấy có cổng cổng bên mặt đường Võ Văn Tần. Trường này cũng rất là lớn, không thua gì Marie Curie lúc nãy đâu hả. Con đường Võ Văn Tần ngày nay rất là mát, chúng ta thấy những hàng cây nè, những bóng mát, những cây me, những quán cà phê cốc. Ngày xưa thì nếu mà chúng ta còn ở đây chắc có lẽ cũng uống cà phê ở đây đôi ba lần, tại vì ngồi ở đây rất là mát. Bên kia có ủy ban phường 6, hẻm số 18, và đây những hàng me rất lớn. Rồi, cái mặt trường này có 3 cổng, mặt Võ Văn Tần này có 3 cổng luôn. Và tất cả cái cổng đều đi vào cái khu có hình chữ khẩu. Không hiểu sao ngày xưa lại trồng rất là nhiều me thế này. Bên kia chúng ta thấy có cái biệt thự rất là cổ nè. Bún bò, gánh, phở Việt Nam, bánh mì Việt Nam, các loại chè. Nằm ở ngay góc đường Võ Văn Tần và Lê Quý Đôn. Sắp tới Noel này nên có một số nhà hàng, một số khách sạn, một số cái công ty họ cũng trang trí Noel nè. Như đêm ta thấy có nhà hàng Rạng Biển nè, Mary Shimmer. Con đường Võ Văn Tần ngày nay hàng cây bóng mát. Và cái đoạn Võ Văn Tần Trần Quý Cáp này là đoạn một chiều, hướng từ Hồ Con Rùa cho đến quận 10, Lý Thái Tổ. Chúng ta đi qua mặt Lê Quý Đôn ha. Nhà bên kia cũng có một cái biệt thự cổ nữa nè. Đó là khu quận 3, là khu có rất nhiều biệt thự. Chắc ngày xưa thì cho các quan chức, những người có địa vị. Và ngày nay những cái biệt thự đó trở thành những cái cơ quan của nhà nước. Ngôi trường có kiến trúc rất là đẹp, mái ngói, những cái cây đà vẫn như ngày xưa.
công trình vĩnh cửu. Và mặt này số 2 Lê Quý Đôn. Không biết ngày xưa thì trường này có nhiều cổng như thế này không ha? Do chúng ta đứng gần quá nên mình lia không hết được cái khung cảnh của ngôi trường này. Đó, đi thẳng ra đây là đường Hồng Thập Tự ngày xưa và Nguyễn Thị Minh Khai ngày nay. Bên đây có một cái building đang xây lại. Mình nhìn lại con đường Lê Quý Đôn. Một con đường rất là mát. Một chút hình ảnh của hương xưa, một chút nắng, một chút gió, một chút ấm áp gửi đến những đất nước đang mùa đông tuyết rơi. Sau một ngày làm việc vất vả thì chúng ta bật TV lên và xem hôm nay Vinh Lâm TV đi đâu và cho chúng ta xem cái gì. Và hôm nay chúng ta lại xem tiếp một ngôi trường, trường xưa. Trường xưa còn đây nhưng mà người xưa thì ở nơi đâu? Ở đây thì có những cây phượng nè. Mỗi năm đến hè thì phượng mới nở, nhưng mà bây giờ mùa xuân là chưa đến hè. Ủa bây giờ mùa đông chứ, chuẩn bị đến mùa xuân. Nhìn bên kia đó là khuôn viên của Dinh Độc Lập, Dinh Noron ngày xưa. Và nơi đây là con đường Hồng Thập Tự, cũng là Nguyễn Thị Minh Khai ngày nay. Con đường cũng rất là mát. Rồi chúng ta tiếp tục đi bên cái cổng này ha. Rồi chúng ta sẽ kết thúc video ngày hôm nay ở cái trường Colette. Ở đây có rất nhiều du khách đi qua đi lại hàng ngày, hàng giờ. Và ở đây thì cổng Hồng Thập Tự, để mình xem coi cái cổng này như thế nào. Chúng ta thấy khuôn viên này có trồng rất nhiều trúc nè, ở phía trước cái hàng rào. Và ở đây mình nhìn thấy khuôn viên lúc nào cũng có hình chữ khẩu hết ha. Khẩu nghĩa là hai bên và ở giữa có một cái sân, có một cái khoảng trống. Do là cửa bít lại rồi, mình không được nhìn thấy bên trong. Mình chỉ nhìn thấy bên ngoài thôi. Và trường ngày nghỉ thì trường không có mở cửa, nên thật ra mình không có vô được. Chỉ nhìn thoáng qua ô cửa nhỏ. Khu này cũng có khuôn viên nhỏ nhỏ nè. Và đây là cổng chính của ngôi trường, nằm ở số 110 Nguyễn Thị Minh Khai.
Rồi, ta nhìn vô để xem thế nào ha. Khuôn viên thì có trồng cây rồi băng đá rất là mát mẻ. Ở giữa thì có tượng ông Lê Quý Đôn với khẩu hiệu phi trí bất hưng. Chúng ta đi thôi qua một cái mặt đường Nam Khư Nghĩa để xem cái cổng bên kia như thế nào, và mình sẽ tạm dừng cái video ngày hôm nay. Ta nhìn qua bên kia, đó là khuôn viên của Dinh Độc Lập. Đi những con đường này cảm thấy rất là thích, rất là mát và rất nhiều cái để chúng ta nhìn. Những video này giống như mang Sài Gòn đến gần hơn với các anh chị và các bạn. Đó, theo hướng này là trục đường Nam Kinh Khởi Nghĩa. Và chúng ta đi ngược lại mặt sau ngôi trường, mặt bên hông của ngôi trường. Ở đây thì có một cái khuôn viên nhỏ nhỏ phía trước cửa trường. Và cổng trường này thì không có hoạt động, chỉ là cái cửa hình thức thôi, tại vì không có lối đi lên. Cái cửa chắc ngày xưa cũng có một lối đi vô, nhưng mà ngày nay thì đã không có nè, trồng cây rồi, không có cái bậc để chúng ta đi lên. Rồi, video clip ngày hôm nay đến đây là hết. Xin tạm dừng và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn những video clip tiếp theo. Hy vọng trong những video clip này sẽ mang Sài Gòn đến gần hơn với các anh chị và các bạn. Chúc các anh chị và các bạn ngày mới tốt lành. Rồi, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Một chút hương xưa, một chút nắng, một chút gió, một chút ấm áp gửi đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Rồi, bye bye các anh chị và các bạn. Bye bye.